Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú cho trở lại với kênh cô dự việc chồng Amis cuộc sống Mỹ Tennessee. Tuần này thì bắt đầu vào lạnh hơn mấy tuần trước cô chú anh chị, cho nên là cà bây giờ nó cũng sắp sửa hết rồi. Như thu hoạch mấy chỗ này thì Nhi sẽ dọn cái khu này. Chỗ này bị nứt. Tại thì nhiệt độ là khoảng 19 độ C của chú anh chị. Tuần này sẽ bắt đầu lạnh đi. Và vào buổi tối thì chỉ có khoảng 6 hoặc là 8 độ C mà thôi. Cho nên là sẽ rất là lạnh. Và mấy cái cây này sẽ không chịu nổi. Cho nên bây giờ Ni sẽ thu hoạch hết trơn ớt luôn, rồi đem đi làm cái dạng ớt rim á. Rồi nếu mà nhiều quá thì mình sẽ bán, còn không thì mình sẽ để dành để ăn. Và Ni sẽ làm theo cái cách làm ớt rim của người Việt, nhưng mà Ni sẽ đóng hũ theo cách của bên đây, thì sẽ để ở ngoài và sẽ trữ rất là lâu. Đây, dạ con xin chào bà cô chú đi. Dạ. Dạ. Con xin chào. Con xin chào bà cô chú. Bây giờ con đi hái ớt. Rồi hái đi. Hái đi bên đó đó. À hả. Careful. Đúng rồi, cây này nè. Hái hết luôn. Hái đi, hái tiếp mẹ đi. Gì nè, hái gì nè. You're very good dog. Very good dog, mommy. Thank you, thank you. Thôi, mẹ làm tốt lắm. I lay down here. Did you pick it? Hey, oh. Look at that. Okay, bỏ vô đi. Hai hết luôn nha. Em đi không về mấy chiếc ạ. Bên kia vậy vậy? Hái cái này trước nè. Không cần phải lau đâu. Nó mẹ đi rửa. Thank you.
hái được bao nhiêu đây nè cô chú anh chị, một cổ bự to đùng luôn. Cái đây là hết ớt rồi đó, hái cái trái xanh trái chín rồi, hái hết luôn rồi. Bên đây là dàn mướp của Nhi, bữa nay trái nhiều lắm nhưng mà sợ là tối nay nhiệt độ nó lạnh xuống quá nó sẽ chịu không nổi nó chết, cho nên là Nhi sẽ hái mấy trái bự này trước. Ở đây một trái nha, bên đó một trái sắp lớn nữa. Đây nữa nè, mỗi một cái nách của nó là một trái của chú anh chị, rất là nhiều luôn. Đây nè, trái này, trái này cũng sắp bự nè. Nè trái này nữa nè, rồi trái này nè, nhiều lắm luôn. Đó trái đó anh đó, đây trái nữa nè, trên đó một trái nữa, dưới đây nữa nè, đây, ôi cái nè, đây nè, cái nè, chẳng hạn như cái nách này nè, một trái nè, hai trái nè, ba nè, bốn năm sáu trái lên tới ngọn luôn, đó, trên đó hai trái nữa. Năm tới thì Nhi sẽ làm theo cái cách giống như năm nay luôn, Nhi sẽ cắt nó trước ở dưới cái gốc của nó, thì ôi ôi đã dễ sợ luôn. Bên đây một trái nữa nè, cái trái này là nhìn là ngon nhất nè. Ớt này thì Nhi đã cửa sạch rồi, tất cả các loại ớt sừng trâu với lại ớt cây thì Nhi đều đem trộn chung hết luôn, ớt xanh này luôn Nhi cửa sạch, và sau đó thì Nhi sẽ cắt cái đầu đi. Đây là loại ớt rất là cay luôn. Rồi bây giờ thì Nhi sẽ cho tỏi. Tỏi thì Nhi đem đi xay ra cho nó hơi nhuyễn một chút xíu, giống như mình bầm, nếu không có máy xay thì mình đem đi bầm cũng được. Cái số lượng dầu cho nó ngập thế này luôn. Dầu hiện tại Nhi đang sử dụng là dầu nho. Mình sẽ khử cho nó đến khi mà nó vàng. Qua đây thì Nhi sẽ tiến hành xay ớt. Vì Nhi sẽ đóng hộp theo kiểu của người Mỹ bên đây cho nên Nhi không có luộc ớt là. Và Nhi sẽ dùng ớt tươi như thế này luôn rồi Nhi xay ra. Đúng bà cô chú, củ này là củ gì? Bao nhiêu ký? Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy cái củ khoai lang. Đây là củ khoai lang nha cô chú anh chị. Và nó có cân nặng là 1,3 ký. Ghê chưa? Thấy gì chứ nó, mình trên hình là thấy nó nhỏ nhưng mà nó bự á. Đây nè, cái này là nhà Nhi trồng ở trong một cái khuôn mà để ba cái gác nhà bếp đó. Trời ơi, ghê chưa? Bự quá. Đây, khoai lang nhà Nhi vừa mới đào lên nè. Cái này nó bự quá, mới nứt nè. Này chắc nhỏ hơn chút xíu, chắc khoảng 800-900 gram. Quá ghê luôn. Mới bao lớn sai được nè. Đi hái bí gờ bí cho mẹ. Đây. Cảm ơn David nha. Good job. Good job. Cảm ơn David nha. Thank you. Welcome. Rồi tỏi sau khi mà phi lên á thì mình phi cho nó vàng gì cô chú anh chị. Một lát thì Nhi sẽ vớt ra ngoài cái gỗ để cho nó ráo và lấy cái phần dầu, còn cái tỏi phi này thì mình sẽ để vô sau. Một cái gỗ ớt hồi nãy á, thì Nhi
xây ra được khoảng một thau inox này nè. Nhưng mà bây giờ Nhi phải đi nấu cơm. Rồi sau đó thì Nhi sẽ đi rim cái này sau.